Vào thời kỳ Bắc Tống, Vi Tông từng hạ lệnh cho người khắc ấn sách võ công trong thiên hạ. Và đã được lưu truyền hơn 5.000 cuốn. Lúc đó không cần thầy nhưng người ta vẫn hiểu được đạo lý của võ học. Hoàng Biểu là người được giao tập hợp các bí kíp võ công này. Về sau ông ngộ ra tinh túy của võ đạo và viết thành bộ bí kíp Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh gồm hai quyển là quyển thượng và quyển hạ. Đây là bộ tuyệt kỹ ẩn chứa sức mạnh vô biên, có thể giúp các cao thủ xưng hùng xưng bá giới võ lâm. Cửu Âm Chân Kinh được lưu truyền trong giang hồ. Các anh hùng hào kiệt trong giang hồ vì muốn tranh đoạt để có được bộ bí kíp này mà không ít người phải mất mạng. Về sau bí kíp lọt vào tay một vị cao tăng tên là Đoạn Nhân. Nhưng cuối cùng vẫn không yên. Trước cảnh giang hồ loạn lạc, họ Đoàn đã quyết định tập hợp các cao thủ lại để tỉ thí võ công. Với hy vọng đệ nhất thiên hạ sẽ làm cho giang hồ bớt sóng gió. Năm đại cao thủ lúc bấy giờ hẹn nhau tỉ thí võ nghệ trên đỉnh Hoa Sơn. Nam Đế, Đoàn Chí Hưng là vị thần tông hoàng đế nước Đại Lý. Là người hiền từ nhân hậu, trong giới võ lâm họ Đoàn cũng là người có võ nghệ cao cường ít ai bì kịp. Bác Cái, Hồng Thất Công, bàng chủ cái bang là người chuyên hành hiệp trượng nghĩa. Trước đây vì sai lầm của mình mà ảnh hưởng đến bang hội, nên tự chặt đứt ngón tay mình. Biệt hiệu Cửu Chỉ Thần Cái xuất phát từ đó. Trung Thần Thông, Vương Trùng Dương, tổ sư của phái võ đang là người nhân trí vẹn toàn hành hiệp trượng nghĩa. Lại là người có nội công thâm hậu khiến người người đều ngưỡng mộ. Đông Tà, Hoàng Dược Sư, đảo chủ đảo Đào Hoa cũng là người văn võ toàn tài. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, vang danh khắp chốn giang hồ. Tây Độc, Âu Dương Phong, nổi tiếng là người nham hiểm độc ác. Đặc biệt tài dùng độc không ai sánh bằng. Lúc đó các cao thủ đều tập trung về đỉnh Hoa Sơn để tỉ thí. Kết quả cuộc tỉ thí đó kéo dài 7 ngày 7 đêm vẫn bất phân thắng bại. Lúc đó Hoàng Dược Sư nổi tiếng là kỳ tài võ học. Côn, Huyền, Kiếm Pháp đều tinh thông. Họ Đoàn thì luyện thành công tuyệt học Nhất Dương Chỉ. Còn Hàng Long Thập Bát Trưởng của Hồng Thất Công mỗi khi xuất ra thì ít ai đối phó nổi. Âu Dương Phong thì nổi tiếng với tuyệt học Cáp Mô Công độc nhất vô nhị. Trong cuộc hỗn chiến này, nếu như muốn đánh bại một trong những người đó là không phải chuyện dễ. Bỗng nhiên Vương Trùng Dương cầm kiếm chỉ thẳng lên trời. Kiếm khí sáng khắp một vùng. Tiên Thiên Công như oanh thiên tạc địa. Làm cho bốn người còn lại phải lùi ra xa, đủ biết uy lực của nó lớn đến cỡ nào. Cái khí của Cửu Thiên tựa hồ như bị thế kiếm của Vương Trùng Dương chế ngự. Bốn người còn lại đều biết khó mà chống đỡ được. Tiên Thiên Công càng lúc càng tấn công mãnh liệt. Trong khi đó trên khuôn mặt của Vương Trùng Dương vẫn không hề biến sắc. Vương Trùng Dương nếu không xuất chiêu thì thôi. Chứ một khi đã xuất thì thanh kiếm trong tay huyền chuyển biến hóa khôn lường. Thần pháp nhanh đến nỗi không ai nhìn kịp. Chiêu vừa xuất ra là bắt đầu toàn chân kiếm pháp. Tiếng binh khí và chạm vào nhau vang dội khắp cả vùng. Cây sáo trên tay Hoàng Dược Sư vỡ nát. Nếu lấy bá khí làm chủ thì Hàng Long Thập Bát Trưởng và Nhất Dương Chỉ chẳng thua kém ai phần nào. Cáp Mỗ Công cũng vậy. Thắng bại đã rõ rồi. Thấy bốn cao thủ đều bị kiếm khí của mình hất tung ra xa. Vương Trùng Dương mới chịu thua kiếm lại. Cuộc luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn kéo dài 7 ngày 7 đêm. Nhưng thần thái của Vương Trùng Dương vẫn không thay đổi chút nào. Hàng Long Thập Bát Trưởng của mình đành phải chịu thua Vương Huynh rồi. Nhất Dương Chỉ của ta cũng phải chào thua rồi. Võ học phái toàn chân quả danh bất hư truyền. Hừ, võ công của Vương Trùng Dương thật đáng nể. Trong cuộc chiến năm đó Vương Trùng Dương đã thắng. Các cao thủ đều tâm phục khẩu phục. Phong Huynh xem ra không cam tâm, hẳn sẽ còn tìm đến. Nhất là vì bộ Cửu Âm Chân Kinh. Hoa Sơn luận kiếm mọi người thống nhất 5 năm một lần. Năm đó Vương Trùng Dương đã thắng. Đáng tiếc mặc dù Vương Trùng Dương đi theo con đường chính đạo nhưng anh hùng lại vắn số. Vương Trùng Dương đã sớm qua đời. Cuối thời Bắc Tống, nước Đại Tống bị quân Kim xâm lược và buộc phải rời đô đến thành Hàng Châu. Sau khi Tống Ninh Tông lên ngôi, y là một tên vua khiếp nhược. Không có chí khôi phục lại Giang Sơn.
ngược lại suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc. Quân chủ của nước Đại Kim là Hoàn Nhang Khang hùng bá phương Bắc. Thế lực rất mạnh nên muốn uy hiếp tất cả các thế lực khác. Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân là một tướng sĩ dũng mãnh, có công thống nhất các bộ lạc của Mông Cổ. Y cũng là người có dã tâm lớn, muốn thống nhất thiên hạ. Thuộc hạ của Thiết Mộc Chân đều là những tay thiện chiến. Hơn nữa người Mông Cổ có tập quán là hễ chiến tướng nào thu được nhiều chiến lợi phẩm thì được thưởng càng nhiều. Nên dũng khí của quân Mông Cổ rất mạnh. Có lẽ cũng vì thế mà quân Mông Cổ quen sống trên lưng ngựa. Chúng đi đến đâu cướp bóc đến đó. Con trai của Thiết Mộc Chân, Mộc Xích. Phụ hãn xin chúc mừng người có một đội quân hùng mạnh như thế. Con trai, mối hận sự sỉ nhục năm xưa chúng ta nhất định phải trả. Bỗng nhiên có một mũi tên bay đến kéo theo một tiếng rít ghê rợn. Mũi tên đó cắm phập vào người một tên thuộc hạ của Thiết Mộc Chân. Người bắn tên không ai khác chính là Triết Biệt. Người đầu tiên ta muốn bắt chính là Thiết Mộc Chân. Quân Mông Cổ nghe đến tên Triết Biệt thì ai cũng nể đôi phần. Phần về tài bắn tên quỷ khóc thần sầu. Bắn hay lắm. Cái quý của Thiết Mộc Chân là lâm nguy nhưng không tỏ ra lo sợ. Nhanh như tia chớp đi liền rút đao ra để đỡ lấy. Nhưng thuật bắn tên của Triết Biệt vi diệu vô cùng. Mặc dù ba mũi tên được bắn ra cùng một lúc nhưng lại rất có thứ tự. Hai mũi tên đầu là dùng để dụ địch. Thiết Mộc Chân vừa thu đao lại chưa kịp đề phòng thì đã bị một mũi tên khác cắm phập vào vai trái. Còn địch đã bỏ chạy rồi có cần đuổi theo không? Đuổi theo nhất định phải bắt cho được hắn. Biết mình yếu thế Triết Biệt nghĩ chạy là thượng sách. Thiết Mộc Chân thật lợi hại như người mặc áo bào đen còn lợi hại hơn. Có tài bắn tên như thần. Ước gì mình được như vậy nhỉ? Bất chợt sực nhớ ra cậu lùa đàn cừu về. Cầm cây roi chăn cừu trong tay, Quách Tĩnh cũng bắt đầu mơ được làm một tướng quân tài ba oai phong. Mẹ ơi con về rồi. Hả? Không ngờ khi Quách Tĩnh đi tới ngôi lều thì chứng kiến một cảnh tượng làm cậu hết sức kinh ngạc. Có một tướng quân chiến bào đẫm máu ngồi trên lưng ngựa chạy đến cầu cứu sự giúp đỡ. Nước, cho ta nước. Hắc bào tướng quân. Dứt lời Triết Biệt té ngã nhào xuống đất. Quách Tĩnh thấy vậy chạy vội vào trong lều. Tiểu huynh đệ xin đa tạ. Cái này tặng tiểu huynh đệ làm kỷ niệm. Gọi là đền ơn cứu mạng. Không được đâu. Mẹ tôi có dạy làm ơn không mong chờ trả ơn. Chợt nhìn thấy từ phía xa xa bụi bay mù mịt. Tiếng ngựa hí vang cả một vùng, không cần nói Triết Biệt cũng đoán ra. Đó là quân của Thiết Mộc Chân đuổi theo mình. Kẻ thù của ta đến rồi. Giận dữ Thiết Mộc Chân cho người đuổi theo Triết Biệt rất giáo diết. Thằng bé kia ngươi có thấy một người mặc áo bào đen bị thương chạy qua đây không? Tôi không nói. Thiết Mộc Chân mặt biến sắc biết chắc là Triết Biệt chỉ ở quanh đây. Thằng bé này chỉ trả lời với ta là không nói chứ không phải là không biết. Vậy khẳng định là hắn biết rồi. Con trai thứ tư của Thiết Mộc Chân. Đà Lôi. Dạ thưa cha. Một tên thuộc hạ của Thiết Mộc Chân phát hiện dấu vết đáng nghi. Đại hán ở đây phát hiện có vết máu. Tên tiểu tử tối nay rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Tôi không nói. Nói đoạn liền vung cây roi ra đánh thẳng vào người Quách Tĩnh. Thương thay cho đứa trẻ vô tội, phải lãnh chịu một đòn roi như trời giáng mà chẳng dám kêu than. Ta không làm việc xấu tại sao ngươi lại đánh ta? Ta không nói. Mặc dầu đầu bị thương chảy máu ròng ròng, nhưng Quách Tĩnh vẫn kiên quyết không chịu nói ra nơi ẩn náu của Triết Biệt. Thằng bé này khá thật. Không chịu nói lại không chịu khuất phục bởi sự uy hiếp. Được thử xem ngươi cứng đầu đến bao giờ. Không. Đà Lôi thấy bất nhẫn lội xuống ngựa can ngăn. Đại ca xin dừng tay. Bị đánh liên tiếp mấy mươi roi liền. Quách Tĩnh bị thương quần áo tả tơi trông rất tội nghiệp. Chúng ta không nên ỷ mạnh hiếp yếu. Nó còn nhỏ tuổi huynh đánh như vậy sẽ chết nó đấy. Người thì hiểu gì chứ. Đà Lôi thấy Quách Tĩnh nghĩa dũng như vậy trong lòng rất khâm phục. Thử xem người cứng đầu đến bao giờ. Thế mới biết là do dù dài đến mấy cũng không thể đánh tới bụng ngựa. Uy lực chỉ có thể khiến người khác sợ nhưng không thể thu phục được lòng người.
Không xong rồi. Hắn sẽ chết mất thôi. Đột nhiên trong đống cỏ rơm đó xuất hiện một bóng người. Ra tay với một đứa trẻ không biết hổ thẹn ư. Thật không nữa nhẫn tâm nhìn thấy Quách Tĩnh thay mình chịu đòn roi. Triết Biệt liền kịp thời ra tay giải nguy. Đáng tiếc ta chỉ hận không được chết trong tay anh hùng hảo hán. Người nói gì? Nếu trên chiến trường ta được chết trong tay anh hùng hảo hán thì ta chẳng có gì đáng tiếc. Hôm nay đã lọt vào tay ngươi rồi thì muốn chém muốn giết tùy ngươi. Không cần phải nói nhiều. Làm người quan trọng nhất là biết nắm bắt cơ hội. Nay thời của Thái Diệp Xích Một đã đi vào quá khứ. Tại sao ngươi lại không về với ta? Mở ra một trang sử mới. Lúc đó bỗng nhiên hai con mắt của Thiết Mộc Chân sáng lên như tia lửa điện. Hình dung như một con chó sói muốn nuốt cả đất trời vào bụng. Con chó sói đó mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng người ta hình dung được một áp lực rất lớn, uy chấn lòng người. Trong lòng Triết Biệt hiểu rõ đó chính là uy thế của Thiết Mộc Chân. Mọi người đều biết hắn là một anh hùng có khí phách có ai sánh được. Chẳng biết thế nào trong phút chốc, chỉ cần mấy lời nói đã làm siêu lòng một đại tướng mà trước đây từng vang danh thiên hạ. Được, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Người ngạc nhiên và khó hiểu nhất là Quách Tĩnh. Không hiểu tại sao Triết Biệt lại nhận kẻ thù làm bằng hữu. Chỉ biết việc thu phục Triết Biệt cho thấy oai phong và thế lực của Thiết Mộc Chân như thế nào. Hai thỏi vàng này bổn đại hãn thưởng cho ngươi đó. Mà tướng xin được đặt lại cho đứa bé này được không? Này thỏi vàng đó đã thuộc về ngươi rồi. Ngươi muốn tặng ai cũng được. Không. Mẹ tôi nói không được nhận bất cứ thứ gì của người khác. Quách Tĩnh vẫn một mực nhất định không chịu nhận. Thằng bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại vô tư chính trực. Đến chết cũng không chịu bán đứng bằng hữu quả thật hiếm thấy. Triết Biệt hãy đưa hai mẹ con đứa bé này về doanh trại của ta ở. Có lẽ là do nhân duyên nên Quách Tĩnh mới có cơ hội gặp được hai mãnh tướng hùng sư là Thiết Mộc Chân và Triết Biệt trên sa mạc. Và cũng chính họ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu rất nhiều. Thu phục được Triết Biệt, Thiết Mộc Chân liền dẫn quân về doanh trại. Rồi người ngựa xa dần chỉ còn lại Quách Tĩnh và Triết Biệt. Tiểu huynh đệ, đại hán đã có ý gọi hai mẹ con ngươi về sống trong doanh trại của người. Thì ta sẽ mang hai mẹ con ngươi đi theo xem như là đền ơn cứu mạng. Quy luật mạnh hiếp yếu. Cá lớn nuốt cá bé. Chính là quy luật sinh tồn chứ không riêng gì ở bộ lạc người Mông Cổ. Ha ha, người thử đoán xem con yêu đó có thể thắng được con chim cắt kia không? Ngày qua tháng lại Quách Tĩnh dần trở thành người bạn thân của Đà Lôi. Xem ra nó sắp gặp nguy rồi. Hai người còn làm gì đó vậy? Còn không mau tập bắn tên đi. Triết Biệt sư phụ. Đệ tử sẽ lập tức đi tập luyện ngay. Quách mẫu. Tĩnh nhi thiên tính chậm chạp nhờ Triết Biệt sư phụ chỉ giáo. Quách phu nhân đừng nói như thế. Nếu không nhờ anh cứu mạng của Tĩnh nhi thì ta làm gì có được như ngày hôm nay chứ. Tư chất của Tĩnh nhi đúng là kém thông minh thật. Nhưng ta tin rằng một ngày nào đó sẽ làm nên việc lớn. Nó là ngày luyện võ mong báo thù cho. Mong nó sẽ sớm báo được mối huyết hải thâm thù này. Ngày kia Đà Lôi dẫn Quách Tĩnh đến một hòn đá trên thảo nguyên. Huynh làm gì mà bí mật vậy? Mình đưa ta đi đâu? Hi hi, lát nữa huynh sẽ biết thôi. Nhanh lên đây đi. Chúng ta lấy tảng đá này làm đài. Đây là vật kỷ niệm của cha tặng ta. Người Mông Cổ khi kết nghĩa huynh đệ gọi là kết bái an đáp. Nay ta sẽ tặng lại huynh làm lễ kết bái an đáp. Đã vậy thì ta cũng có cái ngày tặng huynh. Mặt trời kia sẽ chứng giám ta và Quách Tĩnh kết thành an đáp. Nguyện sẽ được có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hai chúng ta sẽ luôn giúp đỡ nhau. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Quách Tĩnh và Đà Lôi chưa kịp làm xong lễ kết an đáp thì đã thấy rất nhiều đứa trẻ khác chạy đến vây quanh tảng đá. Bọn trẻ leo nhanh lên tảng đá. Đà Lôi, thì ra ngươi lén lút đến đây để kết an đáp với tên mọi rợ này. Đúng là cha nào con nấy. Ngươi cũng chẳng khác gì Thiết Mộc Chân cả. Sử Đô. Năm xưa cha ngươi là Thiết Mộc Chân đã từng phải quỳ gối trước cha và ông nội ta. Ngươi nói láo. Cha ta không như vậy. Hừ, ngươi dám nói ta nói láo sao?
Nói rồi bọn chúng vây lấy Quách Tĩnh và Đà Lôi. Đà Lôi tuổi vẫn còn nhỏ thì làm gì biết được chuyện Thiết Mộc Chân bị sỉ nhục năm xưa. Vương Hãn, Tang Côn, Sử Đô là con trai của Tang Côn. Từ nhỏ đã nổi tiếng là đứa ngang ngược, không được phép sỉ nhục Đại Hãn. Quách Tĩnh liền xông vào đánh nhau với Sử Đô. Quách Tĩnh vì mến mộ ân đức của Thiết Mộc Chân, lại thêm xem Đà Lôi là anh em kết nghĩa, thì sao có thể đứng nhìn người khác sỉ nhục bạn mình được chứ? Tức giận Đà Lôi cũng xông vào đánh Sử Đô. Quách Tĩnh an đáp, mau đánh chết hắn cho ta. Lập tức một trận hỗn chiến xảy ra. Đà Lôi liền dùng chút võ nghệ mới học được của mình ra chống đỡ với đám bạn của Sử Đô. Quách Tĩnh an đáp ta giúp một tay. Quách Tĩnh nhìn kỹ thấy khoảng 9-10 đứa trẻ hơn mình mấy tuổi đều nằm la liệt trên mặt đất. Đáng ghét. Toàn là một lũ quỷ vô dụng. Sử Đô, nếu ngươi có giỏi thì một đánh một với ta. Thử xem con trai Thiết Mộc Chân lợi hại như thế nào. Hừ, nếu ngươi có giỏi thì tối nay tới U Linh Sơn đi. Xa xa ẩn hiện một ngọn núi như hình một con quái thú. Nghe nói đó là nơi âm u nguy hiểm vô cùng. Trên núi đó có người chuyên ăn thịt người. Nếu ngươi có giỏi thì đến đó đi. Nhiều chuyện. Các ngươi có muốn ta đưa các ngươi tới đó không? Sao rồi, sợ rồi hả? Tĩnh An đáp. Ngươi có bằng lòng theo ta đến đó không? Chẳng phải chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia sao? Đêm hôm đó vì giữ chữ tín nên Quách Tĩnh và Đà Lôi đếu đến U Linh Sơn. Đêm hôm ấy dù có trăng nhưng rừng khuya vắng vẻ. Tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc cũng đủ làm cho người ta sợ. Tĩnh An đáp ở đây lạnh lẽo như thế huynh có sợ không? Sợ gì chứ? Đã kết làm An đáp rồi huynh không hại ta. Ta không hại huynh thì có gì phải sợ chứ? Có ai vừa bay ngang vậy? Đừng hù ta. Lúc đó Giang Nam Thất Quái cũng đang giàn trận ở đó. Hai người chỉ thấy trước mắt mình có 7 người trung thổ ăn mặc theo kiểu người Hán. Trong đó có 6 người con trai và 1 người con gái. Bọn họ già có, trẻ có tính tình rất nghĩa hiệp lại thích hành hiệp trượng nghĩa. Nên người trên giang hồ đều gọi họ là Giang Nam Thất Quái. Giang Nam Thất Quái gồm có Nam Hy Nhân, hiệu là Nam Sơn Tiểu Tử. Trương A Sinh, hiệu là Tiểu Di Đà. Toàn Kim Phát, hiệu là Náo Thị Hiệp Ẩn. Hàn Tiểu Oanh, hiệu là Việt Nữ Kiếm. Hàn Bảo Câu, hiệu là Mã Vương Thần. Kha Trấn, hiệu là Phi Thiên Biên Bức. Chu Thông, hiệu là Diệu Thủ Thư Sinh. Nhìn thấy người kỳ lạ, Quách Tĩnh liền rút thanh kiếm mẹ mình đưa để phòng thân ra bảo vệ Đà Lôi. Thấy Giang Nam Thất Quái, Quách Tĩnh và Đà Lôi liền tựa vào nhau để phòng thủ. Ha ha ha, thằng bé này có thanh kiếm quý hả? Chu Thông một đời chuyên trộm của bọn quan quân và nhà giàu. Thấy ánh sáng lóe lên từ thanh đoản kiếm biết đó là báu vật liền phi thân lên trước. Thoáng trong nháy mắt thanh đoản kiếm trên tay của Quách Tĩnh bị rơi vào tay của Chu Thông. Dương Khang. Đây là tên của người Hán. Thế tại sao thanh kiếm này lại lọt vào tay của người Mông Cổ? Vậy là tên đạo sĩ thối đó đã tìm được Dương Khang rồi. Mau hỏi xem thằng bé đó là ai? Có quan hệ như thế nào với cái tên trên thanh kiếm đó? Mau trả kiếm lại cho ta. Quách Tĩnh nóng lòng lấy lại thanh đoản kiếm của mình liền xông thẳng vào người Chu Thông. Không được làm hại đứa trẻ. Để muội hỏi nó thử xem. Sao các cháu lại tới đây? Nghe nói trong núi này có kẻ chuyên ăn thịt người nên chúng ta đến bắt nó. Chúng ta là Giang Nam Thất Quái. Đến đây để tìm một người. Mẹ cháu tên là gì vậy? Mẹ tên là mẹ. Cháu họ Dương sao? Cháu tên là Quách Tĩnh. Sao lại có thể như thế được? Thế cháu có biết cha cháu do ai hại chết không? Từ nhỏ Quách Tĩnh đã luôn được mẹ mình nhắc tên kẻ thù giết cha. Nên chàng khắc sâu trong lòng. Tĩnh Nhi, con phải nhớ kẻ thù giết cha con chính là Đi Đên Thiên Đức. Tên hắn là Đoàn Thiên Đức. Giang Nam Thất Quái nghe nói thế thì kinh ngạc vô cùng. Ba chữ Đoàn Thiên Đức Quách Tĩnh nói ra. Giang Nam Thất Quái nghe như sấm nổ bên tai. Giật bắn cả người. Ha ha, đúng là trời xanh chẳng phụ lòng người.
Hàn Tiểu Oanh thì mừng chảy cả nước mắt. Thật không uổng công chúng ta tìm suốt 6 năm trời. Hàn Bảo Câu vui mừng lộn lên không trung mấy vòng liền. Bỗng nhiên Hàn Bảo Câu nhảy thoát lên vì đụng phải vật lạ. Mọi người nhìn lại thấy ở đó có rất nhiều cái đầu lâu nằm xếp gọn thành từng tầng trên mặt đất. Lạ thật! Tại sao ở đây lại có nhiều đầu lâu thế nhỉ? Trời! Nó được phân thành từng tầng kia. Nhìn kìa! Bên kia lại có cả một cỗ quan tài nữa. Chẳng lẽ chuyện yêu quái chuyên ăn thịt người là có thật? Đầu lâu, quan tài, là Hắc Phong song sát. Nơi này không thể ở lâu được. Các huynh đệ mau tránh khỏi nơi này mau. Đại ca sao lại nói thế? Chúng ta đã uống máu ăn thề. Nguyện cùng sống chết có nhau sao lại bảo chúng tôi đi chứ? Vậy là xem thường chúng tôi rồi. Lẽ nào Giang Nam thất quái chúng ta lại sợ chúng? Huynh trưởng của ta đã chết trong tay bọn chúng. Thù này không thể không trả. Bảy người chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Các người hà tất phải chọn cái chết? Không. Có phúc cùng hưởng lẽ nào có họa lại không cùng chia? Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được Quách Tĩnh. Tuyệt đối không thể để thằng bé bị hại được. Bỗng nhiên có một âm thanh liên hồi làm mọi người rợn tóc gáy. Càng lúc âm thanh đó nghe càng ghê hơn. Nhất định là yêu quái đang ở gần đây. Các người còn không mau chạy đi. Chúng sắp đến rồi. Chỉ còn cách đối mặt với nó thôi. Được rồi. Có chết đệ cũng sẽ bảo vệ hai đứa bé này. Quách Tĩnh nghe nói vậy chứ chẳng biết kẻ thù là ai. Chỉ biết sống theo bản năng của một đứa trẻ. Có một ánh mắt rất đáng sợ lóe lên trong bóng tối. Sau đó xuất hiện một người đàn bà chạc chừng khoảng 40 tuổi. Ả là một trong Hắc Phong song sát nổi tiếng tàn ác trên giang hồ. Thiết Thi, Mai Siêu Phong. To be continued.